Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bị xếp đáy bảng về văn minh trên mạng, người Việt nói gì? Microsoft vừa công bố thông tin đặc biệt, đó là danh sách đánh giá và đưa ra thông tin cụ thể người Việt trên mạng trong nhóm hành xử xấu xí nhất thế giới. Hãng công nghệ khổng lồ Microsoft vừa đưa ra một khảo sát cho thấy cư dân mạng Việt Nam nằm trong nhóm top 5 nước có hành xử kém văn minh nhất trên thế giới, và điều này đã được báo chí quốc tế công bố rộng rãi. Trong bảng kết quả khảo sát về chỉ số văn minh trên không gian mạng, viết tắt là DCI, năm 2019 do Microsoft vừa công bố danh sách ngày Internet Day, Việt Nam đứng thứ 21 trong số 25 quốc gia được khảo sát khi người sử dụng mạng phải đối diện với nhiều rủi ro do có những hành vi kém văn minh gây ra. Báo cáo của Microsoft dựa trên ý kiến của 500 thanh thiếu niên và người trưởng thành độ tuổi từ 13 đến 74 tại Việt Nam. Những người này cho biết họ đều từng gặp phải những hành vi được xem là không đúng mực trên không gian mạng, và những hành vi này diễn ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây. 97% nói rằng họ đã bị tổn thương vì những hành vi đó, và 83% lo lắng rằng họ sẽ gặp phải những hành vi tương tự một lần nữa vào thời gian tới. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học ở Hà Nội nói rằng không ngạc nhiên về kết quả báo cáo của Microsoft. Mặc dù để đưa ra những nhận định chính xác thì cần phải xem xét cụ thể phương pháp và các mẫu khảo sát. Ông nói thêm, tôi cho rằng những đánh giá như thế không phải là không có nguyên cớ. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân đã chia sẻ như vậy. Và theo ông, mạng xã hội hiện nay cũng là một lĩnh vực quá rộng lớn và rất nhiều tự do, trong khi xã hội Việt Nam bao gồm nhiều nhóm khác nhau, mà trong đó trình độ học vấn, văn hóa khác nhau là một trong những yếu tố dẫn đến những hành vi kém văn minh được thể hiện trên không gian mạng. Đây là hình ảnh hôm 9 tháng 1 năm 2020, ngay khi có người đảng viên 84 tuổi đời, 58 năm tuổi đảng, cụ Lê Đình Kình đã bị Bộ Công an Việt Nam với người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đưa quân giết hại dã man với 4 viên đạn ở Đồng Tâm. Mạng xã hội ghi nhận một lời bình của nữ luật sư Nguyễn Thủy ở Hà Nội. Bà nói rằng, thằng đấy, tức là cụ Lê Đình Kình, lấy xác treo lên tùng xẻo. Facebook của luật sư này sau đó đã khóa lại mất tích. Tuy nhiên, hình ảnh đã được nhiều người chụp lại và các bạn đang nhìn ở đây. Xã hội của chúng tôi là một xã hội đang phát triển, đang chuyển đổi, nên những hiện tượng đấy là dễ hiểu. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân đã nhận định. Theo ông, dân trí trong từng chừng mực nào đó đang tăng dần, nhưng không phải là đạt được mức như ở các nước và các xã hội phát triển, truyền thống lâu đời hơn. Chúng tôi lại chuyển đổi từ một xã hội truyền thống mang tính chất tiểu nông rất nặng nề, hàng ngàn năm, cho nên trong văn hóa ứng xử với những cái mới như vậy thì Việt Nam trong chừng mực nào đấy còn rất mới. Và còn có một bộ phận nhất định họ không hoàn toàn hiểu được quyền và nghĩa vụ để tham gia một cách đúng đắn. Từ góc nhìn của một người dùng mạng xã hội ở Việt Nam, nhạc sĩ trẻ Đức Tiến cũng thừa nhận về những hành xử xấu xí của cư dân mạng đã tạo ra cái cớ đưa đến kết quả khảo sát của Microsoft như vậy. Đặc biệt, theo anh, những người hay đưa ra những ý kiến phản biện hoặc những bài viết mang tính phản biện trên mạng luôn là nạn nhân của những hành vi kém văn minh này. Và tất cả những phản biện đó, theo ông, là một giá trị của văn minh, nhưng có một đạo quân mà người ta gọi là dư luận viên. Đạo quân này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, ngay cả để bảo vệ cho một ca sĩ mà thôi. Đây là một biếm họa gần đây của Facebook Lê Hiếu, được hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội, đã mô tả được một dấu hiệu của dư luận viên của Đảng Cộng sản với mức độ văn minh thấp kém tệ hại. Nhạc sĩ Đức Tiến kể lại một kinh nghiệm anh từng gặp khi xảy ra mâu thuẫn giữa một ca sĩ và một nhạc sĩ anh quen biết. Mình lên mạng bảo vệ người nhạc sĩ như một người đàn anh thì bị fan của ca sĩ đó tấn công, thậm chí chửi rủa,
chửi thề mình. Họ hoàn toàn không phản ứng giống như những bài hát mà thần tượng họ đã hát. Họ sẵn sàng chửi, thậm chí tìm đến nhà, đánh, hăm dọa. Theo nhạc sĩ Đức Tiến, đội ngũ dư luận viên hoàn toàn không có khả năng phân tích sự kiện để phản biện với các nhà phản biện, nên đã quay sang sử dụng lối hành xử thiếu văn minh trên. Mình cảm thấy tình trạng này giống như được cổ suý, bởi vì nó nhiều quá và công khai nữa, nhưng không có người, không có tổ chức nào ngăn chặn việc này. Năm ngoái, trong một cuộc hội thảo thảo luận tại Quốc hội về vấn đề mạng xã hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, ông Thuận Hữu nhận định rằng có lẽ không có nước nào như Việt Nam mở máy ra, thấy chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai. Nhà báo kỳ cựu này cho rằng mạng xã hội đang tác động ghê gớm đến đời sống của người dân Việt Nam và những giá trị đạo đức đang bị lung lay. Và kể từ khi Việt Nam bắt đầu áp dụng luật an ninh mạng vào đầu năm ngoái, đã có nhiều trường hợp người sử dụng mạng bị cơ quan chức năng xử phạt theo luật này. Trong đó, lý do phổ biến được nhà chức trách đưa ra là vì đối tượng tung tin giả sai sự thật gây hoang mang trong xã hội và nhiều lý do chính trị khác. Đây là hình ảnh trọng tài người Oman, từng là bị nhân dân, bị mạng người dân mạng Việt Nam tấn công vào tháng 11 năm 2019 với những lời lẽ vô cùng tục tĩu, vô văn hóa khiến ông đã phải khóa phần bình luận. Theo nhạc sĩ Đức Tiến, luật an ninh mạng là quá mới đối với người dân và những người xử phạt hay trong trường hợp bản thân anh là bị khóa nick một vài lần vì chia sẻ bài viết vẫn không hiểu tại sao mình bị phạt. Ông nói khóa nick cũng là một thực thi luật an ninh mạng vì không muốn mình làm như vậy nữa, nhưng cá nhân mình nghĩ rằng những bài viết đó có gì đâu mà mình lại bị cấm. Khi được hỏi liệu bộ luật mới này có góp phần cải thiện cách hành xử của người Việt hay không, giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân cho rằng có thể giúp một phần. Và ông nói thêm, tất nhiên không kỳ vọng nó giúp được hoàn toàn, triệt để, bởi vì nguyên nhân sâu xa của văn minh là khác. An ninh mạng chủ yếu là an ninh nhiều hơn, đặc biệt trước hết là ổn định chính trị, thứ hai là cho mức độ văn minh tham gia mạng xã hội với tính chất xây dựng. Báo cáo của Microsoft cho thấy, rủi ro về tình dục và lừa đảo là những nguy cơ phổ biến nhất mà người sử dụng mạng Việt Nam đang phải đối diện hàng ngày. Trong số 5 quốc gia đứng cuối bảng, Việt Nam xếp trên Nga, Colombia, Peru và Nam Phi. 5 quốc gia được đánh giá là hành xử trên mạng văn minh nhất theo thứ tự là Anh, Hà Lan, Đức, Malaysia và Mỹ. Và người Việt Nam bây giờ quá dữ, khi bất đồng họ tìm đủ cách từ nặng nề nhất để nói ra. Độc giả Lạc Liên đã nêu ra ý kiến trên một trang báo. Điều chớ trêu là ngay dưới bài đăng thông tin này trên fanpage của một kênh truyền hình lớn có đến 621 bình luận, nhưng khi người đọc bấm vào thì chỉ xem được vài chục bình luận, phần lớn còn lại đã bị bộ lọc ẩn đi vì thô tục và không phù hợp. Đây là hình ảnh ngay dưới bản tin của VTV tại Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có mức độ văn minh thấp nhất. Một Facebook tên là Yashin đã viết như thế này: thấp cái căn cứ vào đâu để đánh giá chứ? Đây là lời lẽ rất thô tục của người bình luận. Và bình luận này đã bị chụp lại, chia sẻ khắp nơi như bằng chứng rõ ràng nhất cho chính thông tin đó. Nhưng Kobayashi không phải là cá biệt. Có đến hàng triệu Kobayashi trên không gian mạng Việt Nam sẵn sàng văng tục, nhưng lại được coi là thái độ vô tư, hài ước. Bình luận thô tục chỉ là một trong những biểu hiện kém văn minh của người Việt trên Internet. Đây là biểu hiện dễ nhìn thấy nhất, mang tính bề mặt. Các hành vi kém văn minh khác thuộc dạng kín như liên lạc ngoài ý muốn 49%, tin lừa đảo 39%, tin nhắn gợi dục ngoài ý muốn 41%, quấy rối tình dục 30%, gạ gẫm 29%. Các lĩnh vực người Việt hành xử kém văn minh theo nghiên cứu của Microsoft chỉ ra là quan hệ tình cảm 48%, giới tính 48%, ngoại hình 35%, chủng tộc 23% và quan điểm chính trị 23%. Và ngôn từ thô tục dữ dằn là hình thức thể hiện của những vấn nạn nghiêm trọng như kỳ thị phụ nữ, tấn công cá nhân, phân biệt đối xử, gây tổn hại uy tín.
Phong trào bầu một sao cũng là một biểu hiện nghiêm trọng. Nhà cung cấp iVisual đã từng bị bầu một sao và đánh giá tiêu cực khi ứng dụng này công bố Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong vài ngày. Và giết người bằng lời nói. Đó là đầu tháng 2 năm nay, Huyền Chip, tác giả sách Ba Lô Lên Và Đi, đăng lại bức ảnh cô là mẫu body painting trên lên mạng, cho biết những người căm ghét đã dùng bức ảnh đó làm thứ vũ khí tấn công cô suốt nhiều năm qua. Đây là hình ảnh ca sĩ Duy Mạnh, là người có rất nhiều phát ngôn tục tĩu được xem là xúc phạm phẩm giá phụ nữ Việt Nam trên mạng xã hội. Thế nhưng anh ta vẫn thách thức dư luận, và đặc biệt là có rất nhiều lời tán dương hùa theo những sự tục tĩu bẩn thỉu của anh ta trên Facebook cá nhân. Mỗi khi tôi đăng bài, ai đó mà không ưa, họ lôi bức hình này ra như để đe dọa hay phủ nhận tôi, Huyền Chip viết. Với cô, hành vi đó là truyền thông, truyền đến thông điệp, mày đừng có chụp ảnh khỏa thân nên mọi người ý kiến của mày đều không có giá trị. Hay, mày càng nói thì tao càng chia sẻ bức ảnh này rộng rãi hơn. Hành vi này có thể liệt vào dạng xúc phạm nhân phẩm. Nạn miệt thị cơ thể được ví dụ như hành vi giết người bằng lời nói, rất phổ biến trên mạng xã hội ở Việt Nam. Lê Âu Ngân, Hoa hậu Đại Dương 2017, từng bị cư dân mạng so sánh các đặc điểm của khuôn mặt với loài cá. Chuyện xảy ra với Ngân Anh giống như phong trào miệt thị cơ thể quy mô quốc gia xấu xí và rất hung hãn. Hành vi tấn công cá nhân của người Việt không dừng lại ở trong nước mà gây ấn tượng rất xấu ra cả nước ngoài. Ahmed Aykalf hay Mohamed Akushim là những cái tên chẳng ai dễ nhớ. Từ khóa trọng tài bị dân mạng Việt Nam tấn công hẳn dễ nhớ hơn nhiều, bởi vì anh từng bị dân Việt Nam lên mạng chửi tung tóe và buộc phải khóa lại phần bình luận. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt bây giờ. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này còn. Một cái mõm vào đây. Đục chặt vào. Mấy vòng vào. Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Để cậy đập vào cung họng. Đấy, được rồi. Rò vào, hít vào. Không, chưa sâu. Bảo, tôi lấy cái nó đâu mà. Dao cụ thì sao? Nghiêng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi xong nó lấy nới chảy ra. Đây này, cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, không mấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, nó ra đấy. Nó chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Tao quay hơi kế. Mẹ đánh con.
8 hồ sen xích lên lúc nào cũng được. 68 hồ sen lẩu cá khoai đấy. Ai đây à? Bố đánh cho bố ấy cảnh cáo con Sơn Hoàng Hải ấy, đừng để bố lên tận trường. Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn. Bố mấy con đi mẹ lồn đi mẹ. Mẹ ăn quá lỗ. Con đi mẹ. Sinh năm 97 thôi, à 98 thôi. À, anh em mày à. Em mày à. Anh nhường chỗ nhá. Mà không phải được chúng mày ấy, đứng con mẹ mày hết tè. Tao hỏi em. Tao có làm con địt mẹ hôm nay đưa ra chửi tao. Chứ mày múc quán con nào chửi ấy, đánh luôn tại chỗ. Hậu quả đâu tao chịu. Đây tao cho mày cơ hội cuối để mày nhận cơ hội cuối. Đây cơ hội ấy. Thế là mày nhận tao chửi em mày xem cho. Mày có mẹ mày xem mày có mẹ chửi mẹ. Mẹ không có mẹ.